Được giới thiệu với mọi người bộ đôi sản phẩm giúp cho các chị em phụ nữ giảm cân, thanh lọc cơ thể, đó chính là mầm ngũ cốc Hustlim và cốm dinh dưỡng Hustlim. Đây là hai sản phẩm mà sẽ giúp cho đồng hành với Mai Thu Huyền trong cái kế hoạch giảm cân sắp tới, và cũng như là những chị em phụ nữ nào mà đang có nhu cầu giảm cân thì có thể tham khảo hai sản phẩm này. Đầu tiên thì Mai Thu Huyền muốn nhắc đến sản phẩm cốm, bởi vì mọi người thấy thường nói về giảm cân thì sẽ là uống thuốc này hay là uống trà này, còn cái từ cốm thì có vẻ là rất là mới, đúng không? Và đây là một cái hộp sản phẩm gồm có 30 cái gói ở bên trong, và mọi người có thể uống hàng ngày, một ngày khoảng 2 đến 3 lần để có thể giúp cho thanh nhiệt cơ thể, đặc biệt là giảm được những mỡ trong máu. Những người mà đang có lipid trong máu cao thì có thể là sử dụng sản phẩm này. Và ví dụ như một ngày chúng ta có thể là pha 2 gói vào 100ml nước, và mình có thể là xoa khuấy đều lên và uống sản phẩm này rất là dễ dàng. Như vậy thì chúng ta sẽ giúp được thanh lọc cơ thể, thải độc, cũng như là một phương án giải khát. Và mọi người hoàn toàn yên tâm với chất lượng của sản phẩm này, bởi vì tất cả đều được làm từ thiên nhiên, những cái thảo dược, cho nên là không có bị hại đến sức khỏe của mọi người. Và chúng ta có thể khuấy đều lên cốm và chúng ta có thể uống như là uống nước giải khát vậy. Vị của cốm rất là thanh thanh, rất là dễ uống. Và mọi người, như Mai Thuyền nói, là mọi người có thể yên tâm, bởi vì có những thảo dược ở trong này như là bằng cao sơn trà này, nụ vối, linh chi, lá sen, dâu mèo, chè vàng, dây thiệt canh, kim ngân hoa, cao xà tiền tử. Cho nên là những cái thảo dược này đều rất là yên tâm và đều rất là tốt cho sức khỏe, đúng không ạ? Và cái này thì có thể là dùng cho cả nam cả nữ, những người mà từ 16 tuổi trở lên, và đặc biệt là những cái người có lipid máu cao thì rất là phù hợp để dùng loại cốm này. Và công dụng của nó là giúp thanh nhiệt nhuận tràng, hỗ trợ tăng chuyển hóa lipid, giảm mỡ máu, hỗ trợ giảm cân và đặc biệt là giảm nguy cơ béo phì. Cho nên là rất là dễ uống, một ngày chúng ta có thể uống 2 đến 3 lần. Kèm theo cốm thì chúng ta có thể là sử dụng mầm ngũ cốc Hustlim. Và mầm ngũ cốc này thì chúng ta có thể là thay cho những cái bữa dinh dưỡng luôn. Ví dụ như là sáng ngủ dậy thì Huyền rất là ít khi ăn sáng, là thường là uống ngũ cốc. Uống ngũ cốc thì lại vừa giúp chúng ta có thể là thay được những cái bữa ăn hàng ngày, nhưng mà lại đảm bảo được chất dinh dưỡng nữa. Chúng ta cũng có thể hoàn toàn là yên tâm với mầm ngũ cốc, bởi vì mầm ngũ cốc sẽ làm cho các chị em phụ nữ của chúng ta da đẹp hơn này, không bị những vết nám, vết sạm, và đặc biệt lại còn giúp được giảm cân nữa. Mọi người có thể là pha với khoảng 2 thìa cà phê và pha với khoảng được 50ml nước, và như vậy là chúng ta có thể uống rồi. Mỗi ngày chúng ta cũng uống từ 2 đến 3 lần, và cái độ đặc hay nhạt sẽ tùy theo khẩu vị của mỗi người. Mọi người có thể là khi mà chúng ta có được hai cái sản phẩm, một bộ đôi sản phẩm Hustlim này, thì Mai Thuyền tin chắc là những chị em phụ nữ mà mong muốn có được da sáng, dáng thon thì sẽ sớm hoàn thành được kế hoạch giảm cân của mình. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền sẽ nghiêm túc thực hiện các giảm cân này để làm sao có được một ngoại hình đẹp nhất, ưng ý nhất để có thể xuất hiện đến trong những cái dự án chương trình truyền hình cũng như là những bộ phim sắp tới, để làm sao mang đến cho quý vị khán giả những hình ảnh mới mẻ nhất của Mai Thu Huyền. Rất là mong mọi người sẽ chào đón Mai Thu Huyền ở trong những dự án tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.